Đức Trọng, em chúc anh có được những ngày thật vui vẻ. Dạ Khanh. Anh Trọng, anh không đi hả? Anh không đi. Tại sao vậy? Không có em, làm sao anh đi được? Dạ Khanh. Anh không thể nào đi. Anh không thể nào rời xa em, dù đó chỉ là vài phút. Anh đừng nên giỡn với em như vậy. Anh không có giỡn với em. Anh thật lòng yêu em đó. Em biết không? Anh Trọng, anh đừng làm em sợ mà. Em sợ tình yêu của anh à? Em nói thật cho anh biết đi. Đã bao giờ em nghĩ tới anh chưa? Không, em không bao giờ dám nghĩ tới chuyện đó đâu. Dạ, dạ. Anh Trọng, anh sao vậy? Anh đừng làm em sợ mà. Anh Trọng. Anh yêu em lắm, em biết không? Xấu hổ chết đi được. Nam nhi như anh mà phải ngồi sau lưng nấp bóng em. Thì em chở anh như vậy cũng hồi hộp thấy mồ à. Hồi nãy anh mà chịu đi xe hơi thì đỡ rồi. Anh ghét đi xe hơi lắm. Mà em biết không, mấy tháng nay anh nằm ở trong phòng, anh thèm được đi xe hai bánh, đi dạo khắp thành phố biết chừng nào không. Em biết vậy nên em mới bạo gan chở anh đi vậy đó. Cái gì? Chở anh mà là bạo gan hả? Là sao? Là sợ chứ sao. Mà thôi, em không nói nữa. Em chạy xe dữ như vậy mà nó biết chạy. Xạo quá đi. Ủa sao lại dừng ở đây? Em nhìn gì dữ vậy? Anh thấy ngôi nhà này có đẹp không? Cũng đẹp, nhưng mà còn nhiều ngôi nhà khác đẹp hơn mà. Em thích kiểu ngôi nhà này thôi à. Càng ở gần em, anh càng phát hiện ra em có nhiều điều kỳ lạ đó nha. Giống như là lạc vào một thế giới cần phải được khám phá gì đó. Quán ngày lúc trước anh thường ngồi đây lắm. À, thì ra anh nhớ quán nên mới kêu em chở tới đây. Dạ. Tùng, Tùng làm ở đây hả? Dạ Khanh, trời ơi, trời ơi, trời, vui quá. Đây là anh Đức Trọng, cậu chủ của nhà Khanh. Chào anh. Chào Tùng, rất vui được biết Tùng. Dạ, vui lắm khi biết anh. Ủa, mà anh với Nhã Khanh uống gì? Thôi khỏi đi, Tùng ngồi nói chuyện với mình chút xíu đi. Bạn bè lâu ngày không gặp mà. Ngọc Yến sao rồi Tùng? Ngọc Yến khỏe lắm. Ngọc Yến với Tùng nhắc Nhã Khanh hoài à. Nhưng mà anh với lại Nhã Khanh thông cảm, Tùng phải đi vô phục vụ tại vì bán đang thiếu người. Với lại phải làm để trả tiền, lương tháng này bị trừ gần hết rồi. Sao vậy? Tại mới vô làm, bước nhảy quá, ly bể gần hết rồi. Trời tiếc quá. Thôi Tùng cứ làm gì có Tùng đi, rồi khi nào rảnh rỗi thì ra cái chuyện với Khanh nha. Tùng hứa với Khanh. Ủa, hai người uống gì? Em uống gì? Xin tố dâu nha. Một xin tố dâu, một đen đá. Đen đá là cà phê đá đúng không anh? Hai người ngồi chơi. Bạn em cũng vui tính quá ha.
bạn em là sinh viên đi làm thêm hả? Anh rất quý trọng những người như vậy. Họ còn học đại học, anh đi theo bạn bè đi làm thêm, cũng vui lắm. Anh mà cũng đi làm thêm nữa hả? Thì bạn bè đi làm thêm, anh cũng đi làm thêm cho vui vậy mà. Anh thì đi làm thêm cho vui, còn những người khác thì làm gì cuộc sống. Có những chuyện không thấy vui chút nào mà phải cắn răng để làm. Chính vì gần gũi những người bạn bè như vậy, anh mới biết quý trọng những người thanh niên, biết tự mình vượt khó đi lên. Ở trong công ty của anh, nhân viên của anh đa phần là những người tự vượt khó đi lên. Anh luôn tạo cơ hội cho họ để phát huy. Đối với anh, vật chất không quan trọng, mà quan trọng nhất là nhân cách của mọi người. Vậy sao lúc trước anh đối xử tệ hại với những người giúp việc của anh bây giờ? Tại vì lúc đó tâm lý của anh không được ổn định, tuyệt vọng trong anh quá lớn. Lúc đó anh như một người điên vậy. Đến bây giờ em còn giận anh hả? Không có đâu, em chỉ chọc quê anh thôi, chứ em đâu có trách gì anh. Nếu như ai rơi vào hoàn cảnh của anh thì ít nhiều cũng sẽ phản ứng như vậy thôi, đâu có gì đâu mà lạ. Cảm ơn em đã hiểu anh. Cảm ơn Tùng. Không có gì, uống đi. Cảm ơn Tùng nha. Khi nào rảnh Khanh sẽ ghé lại thăm Tùng và Ngọc Yến. Mà Tùng nè, Tùng nhắn với Ngọc Yến á, là Khanh nhớ Ngọc Yến lắm á. Tất nhiên là Tùng sẽ nhắn với Ngọc Yến. Ủa, nhà Khanh không có nhắn gì với Tùng hả? Gặp Tùng ở đây rồi còn nhắn đủ gì nữa. Thật sự thì Tùng cũng muốn là tiền em ơi. Tính tiền. Dạ, anh gặp chơi ha. Dạ Khanh nè. Có lúc anh rất thắc mắc vậy. Anh thấy em rất giống một cô tiểu thư công nhà giàu. Sao không lúc nào em kể cho anh nghe tỉ mỉ về em và gia đình hết vậy? Bộ anh thấy em giống con gái nhà giàu lắm hả? Ừ. Có con gái nhà giàu nào mà lại đi làm giúp việc nhà không? Còn về chuyện gia đình em, không phải em đã kể cho anh nghe hết rồi còn gì. Em đã kể cho anh nghe về ba mẹ của em, anh hai của em và hai em gái của em nữa. Em đã kể cho nghe hết rồi. Nhưng anh biết trong em còn có những điều thầm kín chưa thể nói ra. Nhưng mà thôi, anh tin là một ngày nào đó em sẽ nói cho anh biết. Em cảm ơn anh. Em, hôm nay em về thăm nhà nha. Cho anh về thăm nhà chứ. Anh về thăm nhà em hả? Em nghĩ là không tiện đâu. Em sợ mình về bất ngờ như vậy, không có ai ở nhà hết đó. Thôi vậy cũng được. Nhưng em hứa lần sau phải cho anh về thăm nhà em đó. Em hứa.